Like, ride with me if you ride with me. You can slide with me if you feel like. Đi mà sếp. Ây da, cái piano, cái lồng, cái ghế thôi mà sếp. Đi. Cái ghế thôi mà sếp. Chết điện đó sếp ơi, chết điện đó sếp ơi. Thấy mới bị chui qua hủy nè. Anh Đen ơi, có ai bị vọng tiếng hả? Thằng nào bị kiếm một thì ghét đi. Ghét. Ai bị vọng tiếng chịu khó ấy đi. Nghe bị vọng tiếng nó khó chịu lắm. Con mẹ nó tới giờ rồi. Con mới nghe ai vọng á. Chiếc xe PD mới chạy ngang qua vườn. Tôi bị hoa mắt. Xong rồi nha. Má mày ơi, mày nhiều tiền quá, tao để chặt cả nặng cái vali này. Thôi giờ tôi về được không? Mày ơi nhiều tiền quá, mày ơi nhiều tiền quá, tao chất nặng cả cái vali rồi mày. A few moments later. Ôi nhưng mà nãy được bao nhiêu khách tiền hả anh? Nãy được là 80 sub. Ôi lên rồi. Từ đây mày. Lên giá rồi. Ok, 80 sub tiền tao rồi. Rồi. Đây là dầu đấy, đây là dầu đấy. Ủa? Ủa kia là dầu. 80 sub tiền tao rồi. Đâu con nỉ mẹ mày đéo ấy được đúng không? Thế hey, tao làm được 80 sub mà. Mày có làm được không? Có. Mày làm được đúng không? Mày làm được đúng không? Có. Mày chạy như một con chó. À, thì tôi đang ngồi nghe anh trai này đọc thoại nội tâm đó, rất là vui. Anh trai có gì muốn nói không anh trai? Anh muốn mua iPhone 14 không? Là phải có gọi là sẽ tác ưng cái giọng voi của ta, cái voi của ta. Đúng rồi, tôi phải ưng cái giọng voi của người ta thì tôi mới nói chuyện á, chứ không là tôi không nói chuyện đâu. Cái gì mà cái gì đó. Dây siêu đẹp á. Dây siêu đẹp hả? Như mọi người đã thấy đó, tình trạng của giới trẻ hiện nay nó đang rất là bất cập. Là tình trạng chơi đồ nó khá là nhiều. Chai này dùng đồ ngon quá hay sao, nãy giờ ngồi nói mình nè mọi người ơi. Tất cả mọi người ơi đều thấy ảnh cười nữa nè mọi người, ảnh cười nữa nè mọi người. Trời. Nhìn góc tường xong cười. Ai hết điếu thì lục tụi nó lấy. Ai mà non đi. Thắt dây vô anh em ơi. Em ở trong cửa không có nói dày đi thắt. Đẹp quá sếp ơi. Đồ má đéo đẹp lắm đâu. Đéo đẹp lắm đâu. Là hết. Anh em đang ở đâu đây? Đâu thao gara. Đi lên, đủ cái lấy súng ra. This is Grove Street Family. This is Grove Street Family. This is Grove Street Family. Đây nè, đây là đâu thao gara, đâu thao gara bắn tao nè. Đâu thao gara bắn tao nè. Thao gara bắn tao nè. Chuẩn bị trung tâm. Lấy xuống. Rồi bị kẹt rồi, tay giờ đâu? Chị qua chưa gì bắn ta lẹ vậy? Cái lồ gì vậy?
gì vậy? Cái lồn gì vậy? Ủa cái lồn gì vậy? Nói cho xin nữa coi. Thằng lồn IP kìa con đi. Lồn ai vàng? Cái gì? Cái gì? Cực xe đó lên xe điện liền lồng lồng ơi. Đi về. Thôi đừng đi chung, đừng đi chung, kêu lồn IP đừng đi chung. Đừng đi mày. Ngu lộn lắm đủ má. Đừng đi chung, đi mày đi mình đi. Kêu lên xe đi lêu lên. Ông già nó nhiều quá, bây giờ ông già cho một cái địa điểm đi. Xong rồi thống nhất là bao nhiêu người, bao nhiêu xe, chơi những loại nào. Rồi vào cuộc chơi thôi, ông già thì nói nhiều quá. Giờ là không xin lỗi đúng không? Ê, mày đang đứng ở hút tao á. Mày đang đứng ở hút tao luôn á. Mày đang đứng ở hút tao nói chuyện. Nó nghe nè, mày đang đứng ở hút tao mà mày nói giọng đó. Tao chưa thấy một thằng nào á mà đi qua hút người ta đứng một mình mà mở miệng ra kiểu đó đòi điều kiện hết á. Mà bây giờ á, mày chưa là cái gì ở trong thành phố này hết á, mà mày đi tạo nét kiểu đó với mấy đứa trẻ con vậy á. Chứ không tỏ nét lắm đâu, chứ ông già đang cố gắng bảo vệ cái nét của ông già đó. Còn chả có cơ sở nào nói được mấy thằng em của tộc người được nói như vậy bằng tiếng. Hả? Sau cuộc nói chuyện hôm nay á, mấy thằng em mày á ra đường á, nói trước nói sau đi. Còn chừng nào á làm được cái gì đó á thì hãy ra điều kiện với tao. Vậy thì mấy thằng em của ông á, chắc là mày nghe rõ lời của ông anh ông chú chúng mày nói chứ. Cái điều đó cũng sẽ lặp lại tương tự. Mày đang ngồi chờ tao hả? Còn mày có không? Tại tao thấy ở đây nó rộng hơn, trong kia nó hơi chật. Đồ tể, tao thấy ở đây có rộng rãi hơn á, đồ tể có máu me, có mấy cái đầu treo sẵn rồi, vô trong kia toàn treo thịt không mà không có máu me, không có xương gì hết á. Lớn lên nè. Tao nghĩ là làm ở đây là được rồi đó, đồ tể vô trong kia nó chật lắm. Cái tay mày nè, cái tay nè. Ôi ghê quá, mày coi lẹ đi mày, tao còn ấy nữa. Ồ, đủ, mày ghê quá. Còn mà, còn người mà. Còn vẫn còn, chưa cần. Cộng 2. Còn. Cộng 3. Cộng 4. We stay on my money at the casino.